Mình đã đọc cái cuốn sách này từ khi mình học cấp 2. Lúc đó chắc là mình 12, 13 tuổi. Và kể từ khi đó cho đến bây giờ, chắc cũng phải 8, 9 năm đã trôi qua. Mỗi năm, lúc nào cũng vậy, mình cũng lôi ra mà mình đọc lại. Và mỗi lần đọc là cái cảm giác nó cứ ùa về, nhưng mình được sống lại trong cái câu chuyện. Có thể mà nói đây là một trong những cuốn sách mà yêu thích nhất nhất đó giờ mình đã từng đọc. Mình sẽ không là mình ngày hôm nay nếu mà thiếu cái cuốn sách đó. Nói nôm na, đây là cuốn sách mà đổi đời đối với mình. Nói là cuốn sách thì cũng không đúng, bởi vì đây thực sự là một bộ manga. Bộ manga này tên là Swan, Vũ Khúc Thiên Nga, được viết bởi Ariyoshi Kyoko. Swan á, là một câu chuyện về sự đam mê, về tình yêu cho nghệ thuật và cái sự hy sinh, cái giá để theo đuổi đam mê. Đó chính là cái hồn của cuốn sách này. Và nó, hiển nhiên, nói về ballet. Câu chuyện này á đi theo một cô bé tên là Hichiri Masumi. Masumi rất là mê bộ môn ballet. Tuy vậy thì nhà sống ở một cái tỉnh lẻ rất là nhỏ và không có một cái trường ballet đàng hoàng để mà học. Khi mà đến độ tuổi là hình như là 14-15 thì là có một đoàn công diễn của một đoàn ballet từ Bolshoi nước Nga đến, và trong đó là có idol của Masumi. Và lặn lội từ tuốt dưới quê mình bay lên trên thành phố để đến được cái buổi diễn thì nó đã bị quá là trễ và không còn vé. Bất chấp mọi cái gian lực thì cũng không vào được. Và cuối cùng thì ngay đợi đến cái lúc mà khi buổi diễn kết thúc thì tình cờ gặp được cái idol đó ngay trước mắt. Và trước sự ngỡ ngàng và sốc không thể chịu được thì Masumi đã bắt đầu nhảy. Một con gà lơ tơ mơ chưa nhảy ra hồn đã nhảy trước một nghệ sĩ công huân của một đoàn danh giá. Nhảy và đương nhiên là té và bị trở thành trò cười. Nhưng cái khát vọng, cái tình yêu ballet đó đã khiến Masumi được chú ý và mở ra một con đường đến với thế giới ballet chuyên nghiệp. Và đó là cái câu chuyện bắt đầu. Cái lý do mà mình thích câu chuyện này là bởi vì nó rất là chân thực. Về dưới cái góc độ, về khía cạnh, về kiến thức về ballet, mình phải nói là hoàn toàn chuẩn và nó rất là có một sự đầu tư sâu sắc. Mọi cái kiến thức của mình về ballet nó đều đến từ cái bộ truyện này, và đến ngay bây giờ khi mà mình có cơ hội mình kiểm chứng lại và hoàn toàn nó rất là đúng. Không chỉ thế, mình cảm nhận được là tác giả đã hiểu được rất là trọn vẹn cái hồn của ballet, từng cái cảm xúc của người diễn. Cái điểm mình thích đó chính là cái câu chuyện này nó không phải chỉ là một câu chuyện shoujo thiếu nữ tình cảm bình thường, hay là nhân vật chính là một Mary Sue điển hình con cưng của tác giả làm cái gì cũng thành công. Hoàn toàn không phải vậy. Đây là một cái câu chuyện về cái quá trình mà theo đuổi cái ước mơ, cái hành trình để chạm được đến cái đỉnh cao. Đó là một cái quá trình mà mình phải gọi là trầy da chóc vẫy. Đi theo cái câu chuyện này chúng ta sẽ bắt đầu thấy được là cái sự khắc nghiệt của một cái thế giới ballet. Cái sự hoa lệ nhẹ nhàng bay lên trên không đó, đằng sau đó là những cái sự dày vò, khắc nghiệt và tra tấn tinh thần đến mức nào. Cũng như mọi môn nghệ thuật thì nó đều có về yếu tố kỹ thuật và yếu tố nghệ thuật. Thì câu chuyện này cũng như thế, được chia làm hai phần. Một nửa đầu đó chính là quá trình Masumi đi hoàn thiện kỹ thuật, và hành trình thứ hai là bắt đầu đi khám phá về tâm hồn. Và song song với cái quá trình phát triển sự nghiệp, đi học hỏi, thì chúng ta sẽ đi kèm biết được đến với cái thế giới của một người nghệ sĩ, về yếu tố tình cảm, những cái ước mơ khát vọng, những cái lần mà giấc mơ bị gục ngã, bị phá vỡ và những cái đau đớn. Toàn bộ mọi cái thế giới, những mọi cái sự khắc nghiệt, đồng thời nó đã làm nền để cho cái đam mê ra nó sáng lên. Và cái cuốn sách này nó truyền cảm hứng cho mình. Thật sự nó cho mình biết được là cái giá phải trả khi mà đeo đuổi cái đam mê của bạn, đặc biệt là cái đam mê về nghệ thuật. Thì đó là cái lý do mà mình nói là nó thay đổi mình đến như thế. Bởi vì nó cho mình biết được cái sự gian khó, cái sự khắc nghiệt, nhưng cũng đồng thời là nó cho mình được một cái sự lạc quan. Khi mà muốn theo đuổi, muốn làm một cái gì đó thì chỉ cần cái sự nỗ lực là có thể làm được. Đây là một bộ truyện mình phải nói là rất đáng là đọc. Một phần là nét vẽ thực sự là rất là đẹp, và đằng sau trong đó là một cái thế giới giàu cảm xúc và cái sự đầu tư về chi tiết, về cái cách cảm nhận của một cái thế giới, về một bộ môn nghệ thuật rất là tuyệt vời. Mình chỉ nói sơ sơ vậy thôi và hy vọng là đủ để gây hứng thú với các bạn để các tìm đọc. Nếu các bạn là một con người yêu bộ môn ballet, hoặc là các bạn đang có một cái đam mê cháy bỏng cho một cái thứ gì đó và đang là chật vật, đang gục ngã bị nó trên cái con đường mà theo đuổi nó,
hoặc là các bạn đơn thuần là muốn tìm kiếm một cái thứ gì đó để tiếp nối cái động lực cho bạn, thì hãy tìm đọc đến cái bộ truyện này. Bộ truyện này đã được xuất bản hết ở Việt Nam và đã được dịch hết. Tuy nhiên là nó khá là lâu và mình không thể kiếm được cái bản sách, bản cầm giấy được. Thế nên là mình lên đọc trên mạng và mình sẽ để cái link ở bên dưới. Cái link bản HD là sẽ làm nó rơi vào cái tầm một nửa đầu của câu chuyện, là đi tìm về kỹ thuật á. Tìm Google sẽ ra những cái nửa phần sau á, hành trình mà Masumi bắt đầu là đi ra thế giới và tìm hiểu về cái hồn của ballet á, thì nó đã khó kiếm. Và mình đọc ở trên Từ Thiên Bảo và mình sẽ để link ở bên dưới. Toàn bộ sẽ ở bên dưới và hoàn toàn là đã là full bộ truyện rồi. Hy vọng là các bạn sẽ tìm đọc cuốn sách này và sẽ yêu nó như mình. Một điều nhỏ nhỏ là cũng bởi vì bộ sách này á, đã khiến cho mình có một cái tình yêu, có không phải là một tình yêu, như là một cái sự đam mê nho nhỏ về ballet. Từ đó dần dần nó phát triển ra đến với cái đam mê hiện tại của mình. Và đây là một cái cuốn sách bộ truyện mà mình đánh giá là 5 sao, thay đổi cuộc đời của mình. Và nó là luôn luôn là đứng vị trí cao nhất trong lòng của mình. Đó là không ngờ là nó lại đến từ một bộ manga. Và đó là tất cả trong video lần này. Hẹn tất cả các bạn trong video lần sau của mình. Hãy nhớ là ấn like và subscribe để tiếp tục theo dõi những cái video mới nhất của mình nha. Bye bye.